sau ngày tổ chức cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Chiêm Hóa năm 2021 đã hoàn thành nội dung chương trình kế hoạch đề ra. Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Chiêm Hóa năm 2021 diễn ra gồm hai phần: cơ chế, thực binh A2 và bắn chiến đấu. Cuộc diễn tập diễn ra với đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Trong đó, diễn tập cơ chế thực hiện qua 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang huyện vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Giai đoạn 3, thực hành tác chiến phòng thủ gồm thực hành xử trí tình huống A và thực binh bắn chiến đấu. Phần thực binh diễn ra với đề mục Đại đội bộ binh tiến công địch phòng ngự lâm thời ở địa hình rừng núi với 6 vấn đề huấn luyện. Phần thực binh diễn ra đúng kế hoạch, thời gian, nội dung đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị. Với các nội dung đề mục diễn tập được đặt ra cụ thể, các thành phần tham gia khung diễn tập khu vực phòng thủ huyện Chiêm Hóa năm 2021 đã thể hiện được sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, vận dụng linh hoạt các nội dung, tình huống, chiến thuật gắn với những vấn đề của địa phương. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã thực hiện nghiêm nghị quyết của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, ý định diễn tập của ban chỉ đạo. Kết quả, cuộc diễn tập hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 9,4 điểm. Điều 7 phát triển các chiến hào ngang bên phải. Điều 8 tiếp dẫn các chiến hào. Nhận xét, đánh giá cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Chiêm Hóa năm 2021, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, biểu dương tinh thần nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Chiêm Hóa đã quán triệt, chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và ban chỉ đạo về tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021, làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức luyện tập đầy đủ, chu đáo, đảm bảo cho diễn tập thành công tốt đẹp. Để tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tôi đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang huyện Chiêm Hóa cần thực hiện tốt một số nội dung sau đây. Trước hết là ngay sau cuộc diễn tập này, từng cơ quan phòng ban đơn vị các xã trên địa bàn huyện tổ chức rút kinh nghiệm một cách nghiêm túc, tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện các kế hoạch, các phương án sẵn sàng chiến đấu sát với tình hình thực tế của địa phương đơn vị và nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Hai là chỉ đạo phối hợp tốt giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, xử lý có hiệu quả các diễn biến phức tạp ngay từ cơ sở, với phương châm vụ việc xảy ra ở địa phương nào thì giải quyết dứt điểm ngay tại địa phương đó, không để lan rộng, kéo dài, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình, gây bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch. Thứ ba, tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng theo phân cấp, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn dân để mọi cán bộ, đảng viên, nhân dân, chiến sĩ các lực lượng vũ trang nhận thức sâu sắc quan điểm đường lối của Đảng về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia xây dựng củng cố quốc phòng an ninh của địa phương
ngày càng vững chắc. Thứ tư là tập trung chỉ đạo chặt chẽ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh ở địa phương, phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp các ngành và cả hệ thống chính trị trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với trận an xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong tình hình mới. Thứ năm là thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện, bảo đảm trong sạch vững mạnh cả về chính trị tư tưởng, tổ chức và biên chế chặt chẽ đúng quy định, thực sự là lực lượng nòng cốt, tin cậy để bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và nhân dân, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được cấp ủy chính quyền giao. Thứ sáu là tiếp tục đăng ký, quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng, nguồn công dân nhập ngũ, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và các loại phương tiện kỹ thuật, hoàn thành tốt công tác tuyển quân hàng năm, nâng cao chất lượng huấn luyện cho các lực lượng theo đúng nội dung, chương trình, quy định, gắn với thực hiện tốt các cuộc diễn tập theo phương án, bảo đảm sát với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. Thứ bảy là duy trì các biện pháp phòng chống dịch COVID, nhất là quá trình tiếp nhận công nhân các tỉnh cả nước về địa phương, kiên quyết không để dịch bệnh bùng phát, lây lan trong cộng đồng. Đề nghị cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang trong huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng an ninh ở địa phương, góp phần cùng với các huyện, thành phố trong tỉnh và cùng cả nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thông qua diễn tập góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy chính quyền trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương sang thời chiến, nâng cao trình độ. Khả năng làm tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ban ngành đoàn thể, trình độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chỉ huy hiệp đồng giữa các lực lượng trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng khi chuyển sang thời chiến và tác chiến phòng thủ. Ban chỉ huy quân sự huyện Chiêm Hóa là cơ quan thường trực đã tham mưu cho huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện ban hành các cái văn bản chỉ đạo thực hiện cuộc diễn tập. Sau khi có các hệ thống văn bản chỉ đạo, thì ban chỉ huy quân sự huyện đã quán triệt đến toàn bộ cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, xác định ý chí và quyết tâm là phối hợp với các ngành để tham mưu cho cấp ủy chính quyền hoàn thành những cái nhiệm vụ diễn tập khu phòng thủ. Đến giờ phút này thì là cuộc diễn tập đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thông qua cuộc diễn tập khu phòng thủ huyện Chiêm Hóa năm 2021 thì đã làm chuyển biến về tư duy, nhận thức về xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ huyện, tạo được cái niềm tin đối với quần chúng nhân dân, thể hiện được cái nội dung là chuẩn bị phòng thủ ngay trong khi từ thời bình. Kết thúc diễn tập, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 6 tập thể và 16 cá nhân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen cho 18 tập thể